Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FPNC Việt Nam tối ngày hôm nay 19 tháng 12. Và như thường lệ, đầu tiên xin mời quý vị điểm qua những thông tin nổi bật trong bản tin tối ngày hôm nay. Dễ phạm lỗi và xử phạt nặng, nhân viên ngại làm việc trong lĩnh vực liên quan đến hóa đơn tài chính. Đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 33 triệu người tiêu dùng trung và cao cấp, tạo cơ hội cho nhà sản xuất nội địa. Nhưng trước hết sẽ là nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tính sai thuế do lỗi phần mềm. Kính thưa quý vị, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phát hiện rất nhiều trường hợp bị tính sai thuế do lỗi phần mềm, trong khi ngành thuế mới chỉnh sửa được khoảng 40% trường hợp sai sót bằng phương pháp thủ công. Thông tin được đưa ra tại buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 18 tháng 12. Theo bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau khi áp dụng chương trình tính thuế bằng phần mềm tự động có rất nhiều trường hợp bị tính sai do lỗi hệ thống. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có kiến nghị lên Tổng cục Thuế và tạm thời đang phải điều chỉnh bằng thủ công cho những trường hợp xảy ra sai sót. Tới nay mới khoảng 40% các trường hợp được điều chỉnh, trong khi nhiều doanh nghiệp khác đang gặp khó khăn khi thời điểm quyết toán thuế đang tới gần. Bà Nguyễn Thị Thái Hiền, kế toán trưởng công ty Đồ Họa Minh cho biết, doanh nghiệp bà phát hiện bị tính sai thuế từ tháng 3 năm 2013. Theo đó, số dư thuế của doanh nghiệp này bị tính thiếu gần 70 triệu đồng. Không những vậy, doanh nghiệp còn bị phạt chậm nộp do tiền thuế đóng thêm không đủ với số phát sinh. Doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản kiểm tra đối chiếu với Cục Thuế nhưng vẫn chưa được điều chỉnh. Con số sai sót này nó kéo dài từ tháng 3 đến giờ rồi. Mình đã rất là nhiều lần để lên đối chiếu mà mỗi lần in ra sẽ là một con số. Có khi thiếu tháng, mình đã nộp báo cáo rồi. Thuế thu nhập, báo cáo thuế thu nhập cá nhân mình đã nộp rồi. Nhưng sau đó hệ thống nó lại chưa nhận được. Mình nói, mình kiến nghị lên thì có điều chỉnh tháng. Nhưng con số sai do hệ thống cộng trừ nhân chia sai thì vẫn chưa được điều chỉnh. Trả lời tại buổi đối thoại, bà Trần Thị Lệ Nga yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp tới Cục Thuế thành phố để được chỉnh sửa. Kính thưa quý vị, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, các nhân viên làm trong lĩnh vực liên quan đến hóa đơn đang rất căng thẳng, thậm chí xin luân chuyển bộ phận. Nguyên nhân là do các lỗi trong việc sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa và dịch vụ bị áp dụng quy định xử phạt rất nặng từ sau ngày 9 tháng 11. Theo Nghị định 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí hóa đơn, các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng khách hàng chưa được nhận sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Theo bà Trần Thị Phượng, kế toán trưởng công ty An Thịnh Leasing thuộc tổng công ty Leasing, mặc dù nói là phạt doanh nghiệp nhưng hầu hết doanh nghiệp đều quy trách nhiệm này về nhân viên. Hơn nữa, những lỗi như làm ướt, xe lỡ tay làm hỏng hóa đơn rất thường gặp. Cũng theo Nghị định 109, chỉ trường hợp hóa đơn bị mất do thiên tai hỏa hoạn thì mới được miễn trừ trách nhiệm, nên các nhân viên làm nhiệm vụ luân chuyển hóa đơn cũng rất lo sợ. Nếu xảy ra trường hợp bị cướp hoặc bị tai nạn thì không những mất tiền, mất của mà còn bị phạt. Bây giờ là những cái em mà làm về vấn đề phát hành hóa đơn á, với lại lưu chuyển chứng từ hóa đơn á, thì nói rằng là lương á, thì không có bao nhiêu. Thật ra thì bây giờ lương thì bình quân cũng khoảng 5-6 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ mất một cái hóa đơn mà bị phạt 100%, thì như vậy thì các em nó muốn từ chối không có làm chuyện đó. Nhưng mà thật ra nếu bây giờ ai từ chối thì người khác cũng không dám vô làm hết. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, việc bị phạt còn ảnh hưởng đến xếp loại doanh nghiệp, cũng như chế độ lương thưởng cho cán bộ, công nhân viên. Và mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 33 triệu. Đây là số lượng người tiêu dùng trung cao cấp mà thị trường Việt Nam có thể đạt tới trong khoảng 7 đến 8 năm nữa. Theo nhà nghiên cứu và tư vấn chiến lược kinh doanh Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG của Mỹ, thì Việt Nam là nước có số lượng người dân có thu nhập khá và thu nhập cao tăng nhanh nhất trong khu vực. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2020, ước tính nhóm người tiêu dùng này sẽ tăng từ 12 triệu lên 33 triệu người. Theo BCG, nhóm người tiêu dùng được xếp vào thu nhập khá và thu nhập cao tại Việt Nam là nhóm có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng từ 190 đô la Mỹ trở lên. Giới hạn này được tính theo mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam, chứ không phụ thuộc vào khung thu nhập. Còn theo ông Douglas Jackson, giám đốc điều hành BCG tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì con số 33 triệu người tiêu dùng ở khu vực trung cao cấp đã có tính đến nhiều tác động từ các yếu tố kinh tế khác.
website called BCG Perspectives, which is a searchable database of research that we've conducted. Ước lượng số người tiêu dùng trung cao cấp của Việt Nam vào năm 2020 của BCG đã loại trừ yếu tố lạm phát và được tính toán dựa trên GDP thực của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã chạy nhiều mô hình với các gia đình khác nhau về dữ liệu vĩ mô để xem xét và điều chỉnh lại cho hợp lý. Chúng tôi cũng tính đến cả những tác động kinh tế từ các nước láng giềng của Việt Nam. Tất cả các số liệu được dùng để tính toán đều lấy nguồn chính thống của Tổng cục Thống kê Việt Nam và các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có World Bank. Một điều nữa ít được biết đến theo BCG là người tiêu dùng Việt Nam đang là một trong hai nước lạc quan nhất thế giới, chỉ sau Myanmar, với hơn 90% dân số cho rằng đã có cuộc sống tốt hơn thế hệ cha ông mình và thế hệ con cháu sẽ càng có cuộc sống tốt hơn hiện nay nữa. Căn cứ theo ước tính của BCG thì nhu cầu về hàng hóa trung cao cấp sẽ tăng 2,7 lần chỉ trong vài năm tới. Bên cạnh những hàng hóa xa xỉ nhập ngoại, liệu đây có phải là miền đất hứa đối với các nhà sản xuất nội địa hay không? Chúng tôi đã được nghe những ý kiến từ một số doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Chiều nay tôi nghe được cái báo cáo rất là đầy đủ của BCG. Nó cho thấy rằng trên cái cơ sở dự báo, trong cái phân khúc thị trường của trung và cao cấp nó sẽ phát triển trong một thời gian rất tới rất là nhanh chóng. Nó đòi hỏi cho chúng tôi có một cái hành động thiết thực. Dự báo này nó không có nghĩa rằng cho chúng tôi một cái sự tin tưởng hoàn toàn ở số liệu. Bởi vì cái phát triển của thị trường nó còn tùy thuộc vào trong những cái điều kiện mà nó mang tính cách là môi trường kinh tế và những cái diễn biến của cái tình hình kinh tế phát triển nữa. Tuy nhiên, chúng ta có thể lượng định được rằng với cái dự báo này, nó mang tính cách là cung cấp chúng ta một cái xu hướng để chúng ta có một con đường đi. Khi nghe cái thông tin là trong khoảng 6 năm nữa thì cái thị trường ở trong nước sẽ tăng trưởng mạnh ở cái phân khúc thị trường cao cấp, thì là một nhà sản xuất những sản phẩm mà có cái tính mỹ thuật cao cũng như có cái giá trị tiêu dùng cao, chúng tôi rất là phấn khởi. Tuy nhiên từ trước tới nay thì chúng tôi sản xuất ra những sản phẩm mang cái tính tiêu dùng nhiều hơn, thì tới đây chúng tôi sẽ đưa ra những cái dòng sản phẩm mà mang cái tính có thể là thời trang, có thể là những cái sản phẩm mà mang cái tính trang trí nhiều hơn. Như vậy thì liệu các nhà sản xuất nội địa có kịp bắt lấy cơ hội này khi mà đầu tư cho dòng sản phẩm ở một phân khúc mới có thể phải mất rất nhiều năm? Hay lại có thể xuất hiện tình trạng các nhà sản xuất đổ xô vào hàng hóa trung cao cấp mà bỏ lửng thị trường bình dân không? Trong vài năm tới, năm 2020 chúng ta sẽ đạt được là 33 triệu các khách hàng. Nhưng mà lưu ý rằng khi phát triển thị trường phân khúc này thì chúng ta phải hiểu rằng những phân khúc còn lại của cái thị trường hơn 70% ở vùng sâu vùng xa, chúng ta cũng vẫn phải có trách nhiệm làm cho họ công bằng. Như vậy thì tôi sẽ có hai cái hướng phát triển. Một cái sản phẩm nó mang tính cách là thỏa mãn cho cái phân khúc của cái thị trường phát triển sau năm 2020, và những cái sản phẩm nó mang tính cách là rất là phổ biến cho thị trường còn lại. Chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng qua những điều tra riêng biệt của mình về vấn đề là thái độ của người tiêu dùng. Có lẽ thì chúng tôi đã đoán trước được phần nào, cho nên chúng tôi đã dự kiến cái chuyện này là chúng tôi đã chuẩn bị khoảng hơn 2-3 năm trước rồi. Và có lẽ là bây giờ thì chúng tôi đã bắt đầu cho ra những cái dòng sản phẩm mới đó trong những năm tới, mặc dù tình hình kinh tế chưa có gì lạc quan lắm. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng là xã hội phát triển và đất nước ngày càng được hồi phục kinh tế, và tôi nghĩ rằng là cái triển vọng của cái lĩnh vực này là hết sức thú vị và cũng hết sức là tốt, cho nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi đầu tư mạnh dạn vào cái lĩnh vực này, chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thu hoạch. Và phần thời lượng còn lại trong phần 1 của bản tin FVNC Việt Nam tối ngày hôm nay, xin mời quý vị đến những tin tức đến từ thị trường chứng khoán trong nước trong phiên ngày hôm nay 19 tháng 12. Và chứng khoán hai sàn đã đồng loạt tăng điểm trở lại thưa quý vị. Điểm đáng chú ý trên thị trường đó là sức bật về thanh khoản với hơn 180 triệu cổ phiếu khi lực cung và cầu đều gia tăng khá mạnh. Khởi động phiên giao dịch thị trường diễn biến khá thận trọng sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định thu hẹp gói nới lỏng định lượng QE3. Đà giảm của các cổ phiếu blue chip như Vincom, Masan góp phần làm hạn chế xu thế tăng của VN Index. Sự nổi bật của thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và thấp như ITA của Tân Tạo hay KBC của Kinh Bắc. Đến giữa phiên sáng, dòng tiền bắt đầu gia tốc tăng vào thị trường với lực cung cầu đều mạnh dần. Bước sang phiên chiều, đà tăng của VN Index tiếp tục được giữ vững, thanh khoản